Chào các bạn, tôi là Nghĩa từ luật sư X. Theo quý định tại thông tư số 136/2013, thông tư của Bộ Tài chính ấy, thì có quy định rất rõ ràng rằng là với những người trúng giải độc đắc của xổ số hoặc là Vietlott đi, thì người ta được quyền yêu cầu những cái đơn vị mà tổ chức cái giải thưởng này sẽ bảo mật thông tin cho họ. Bảo mật thông tin ở đây được hiểu rằng đối với việc là lên hình chụp ảnh thì họ sẽ được quyền là đeo mặt nạ. Phải khẳng định rằng đây là quyền và họ có thể quyết định việc là mình đeo hay không, đấy là việc của họ. Nhưng họ sẽ được quyền đeo mặt nạ để che đi thân phận của mình. Còn ngược lại, với việc công bố với lại báo chí, công bố với lại phương tiện truyền thông đại chúng, thì các đơn vị tổ chức những cái sự kiện này thì họ chỉ được công bố tên viết tắt, địa chỉ ở cấp là tỉnh và độ tuổi mà thôi. Ở đây là công bố với thông tin đại chúng, còn ngược lại họ sẽ vẫn phải làm những cái thủ tục nhà nước liên quan đến việc là gửi thông tin người trúng giải lên cho Bộ Tài chính. Và Bộ Tài chính vẫn có những cái thông tin của người này để tránh những cái hành vi như là rửa tiền hoặc là những cái hành vi vi phạm pháp luật. Theo thống kê thì có 94% những người lựa chọn là khi trúng giải xổ số họ sẽ che mặt. Còn 6% còn lại công khai thân phận thì thực ra họ gặp rất nhiều phiền toái. Phiền toái liên quan đến vấn đề là có rất nhiều người đến xin đểu hoặc thậm chí là anh em họ hàng vay tiền, rồi thậm chí là nhà cửa gia đình của họ tan nát bởi vì bị làm phiền quá nhiều. Ngoài ra, đối với những nước khác như là Anh hay Mỹ thì những cái người trúng giải thậm chí được quyền là thuê luật sư, thuê một công ty luật đứng ra nhận giải cho mình. Họ cũng không muốn lộ mặt và muốn giấu đi danh tính hoàn toàn để tránh phiền phức. Và cũng không phải vì khuất tất gì mà là che, mà chỉ đơn giản rằng đây là sự bảo vệ thân phận và luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật. Bởi vì danh sách người trúng giải, mẫu vé thưởng như thế nào thì đã được gửi lên cho cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Tài chính rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.